với đĩa nhạc CD và DVD liên tục đứng đầu danh sách. Nữ hoàng của giải thưởng Hồ Quỳnh Hương 3 lần đoạt giải Mai Vàng dành cho nghệ sĩ nhạc trẻ được yêu chuộng nhất. Và tháng này, cô khiến người hâm mộ ngạc nhiên thú vị với một sự kiện mới lạ. Một cái vở kịch rất là mới mang tên là Dòng Lệ Âm Thầm. Thưa quý vị, gọi là Loving the Silent Tears. Trong khi đó, một người nữ ca sĩ rất là nổi tiếng ở bên Việt Nam cũng sẽ có mặt và trình diễn. Cô được mệnh danh là diva thế hệ mới tại Việt Nam ngày nay. Xin kính mời quý vị cùng với Thanh Tâm chào đón nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Hồ Quỳnh Hương xin được gửi lời chào thân thương nhất tới khán giả của Set TV, khán giả của Little Sài Gòn TV, khán giả của VNA TV, khán giả của Sài Gòn TV. Gửi tới tất cả quý vị khán giả đang nghe đài Sài Gòn Radio. Thì bây giờ khi mà bước đến với lại California ở Mỹ này trong cái năm 2012 này, chắc chắn là phải có một cái gì đặc biệt lắm mới xuất hiện ở đây, đúng không? Thế thì nói một chút xíu cái đặc biệt này. Có thể nói là đây là một cái điều mà đặc biệt vô cùng. Bản thân Hương khi mà bước chân qua bên này thì Hương mới dám tin là điều đó là sự thật. Trong tất cả những người diễn viên cũng như là đạo diễn và ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ thì chỉ có một mình Hồ Quỳnh Hương là người Việt Nam và người ca sĩ Việt Nam thôi. Đây là một cái niềm hãnh diện, đúng không ạ? Thế thì cho cái cảm nhận khi mà bắt đầu bắt tay để làm việc này ở tại Hoa Kỳ cùng với lại tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Mới ngày hôm qua thôi thì Hồ Quỳnh Hương đã có một cái buổi họp mặt và làm việc cùng với tất cả những nghệ sĩ. Tất cả những cái giọng hát này đều rất là tuyệt vời. Một cái không khí mà khiến cho Hương mà giống như nổi da gà. Thế à? Và ông đạo diễn cũng nói rằng có lẽ đây sẽ là một cái chương trình tuyệt vời nhất trong cái thời điểm này. Đây là một trong những cái chương trình nhạc kịch rất lớn ở Hoa Kỳ. Đúng rồi. Và thưa quý vị, cái chương trình này mang chủ đề Dòng Lệ Âm Thầm, tức là Loving the Silent Tears. Đây là một cái chủ đề rất là lớn ở trong một cái thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Hương giống như là đang ở trong một cái giấc mơ. Hồ Quỳnh Hương nói rất đúng. Quốc Thái được xem cái video clip của ông Vincent Patterson mà khi mà ông làm cho cái sân khấu đó, rồi build cái sân khấu từ lúc đầu, rồi ánh sáng, rồi âm thanh, rồi họ cho ý kiến cho nhau để mà tạo ra cái chương trình này. Cái thứ nhất là họ rất là muốn tìm hiểu về cái màu sắc của người Việt Nam mình á, cái văn hóa của người Việt Nam mình, tức là để họ làm sao mà họ múa những cái điệu múa mà ra được cái Việt Nam, mà họ là những cái diễn viên múa hàng đầu của Mỹ đó. Hương cảm thấy ngỡ ngàng. Wow, sao mà họ múa đẹp mà duyên dáng như vậy, giống như là mấy cô gái Việt Nam ra múa vậy đó. Họ có hỏi Hương về giống như là những cái về cái màu sắc, về con người, cái tình cảm của con người Việt Nam như thế nào. Okay. Và đương nhiên Hương cũng nói là con người Việt Nam là rất là đầy tình thương và thân thiện, về luôn dành cho nhau những cái tình cảm rất là nồng ấm. Đúng rồi. Họ nói là wow, chúng tôi là những người đạo diễn rồi những người làm âm nhạc rất nổi tiếng, nhưng mà tôi thật sự tôi ngưỡng mộ những cái áng thơ này của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, và tôi rất là ngưỡng mộ ngài bởi những cái việc ngài làm cho rất là nhiều người về cái sự từ thiện, cho nên chúng tôi muốn làm cái điều này để giống như là cảm ơn ngài, rồi biết ơn ngài, giống như là muốn làm một cái gì đó. Hay quá. Yeah. Thì Hồ Quỳnh Hương sẽ hát những cái áng thơ này của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nói thêm về bài nhạc này cho quý vị khán giả biết một chút xíu. Thường thì ví dụ như Hương hay hát ở Việt Nam thì Hương sẽ hát những cái bài hát về tình yêu, về này kia, hát về đau khổ này kia nữa. Nhưng mà ở trong cái nhạc kịch này thì họ có gửi cho Hương một bài hát, và bài hát này thì nói về cái tình thương nó cao lớn, nó rộng hơn, nó trải rộng khắp trên cái thế giới này, xóa đi tất cả những cái gì đang rào cản giữa con người và con người, hãy đến với nhau bằng những cái gì thật nhất, và hãy hướng tới một tương lai thật là tốt đẹp bởi những cái gì hòa bình nhất, thân thương nhất. Hay quá. Và có thể bài hát này Hương cũng rất mong sẽ được phát hành ở tại Việt Nam. Hay quá. Hương mong như vậy. Chắc có lẽ là đầu tiên là Hương may mắn
Hương Hương là người may mắn. Hương nghĩ là có rất là nhiều những nghệ sĩ ở Việt Nam, họ cũng rất là giỏi. Tâm không tin chỉ vì may mắn, là vì thứ nhất là Hồ Quỳnh Hương có thực tài, nhưng mà thứ hai nữa thì có lẽ là vì có duyên. Có duyên phải không? Cũng có thể. Với điều quan trọng là như thế này nè, trong cái chương trình này thì theo Hương được biết, bên ban tổ chức họ ủng hộ cho hòa bình nè. Đúng rồi. Họ ủng hộ cho cái lòng từ bi. Đúng rồi. Và họ, Hương ấy là họ luôn ủng hộ cho cái sự ăn chay đó. Thì Hương lại là người giống như là mình là người ăn chay. Vậy ăn chay. Thế cho nên là chắc như vậy. Và trong cái chương trình thì cũng có một cô ca sĩ người Hồng Kông ăn chay này, ăn thuần chay này, cô ca sĩ Hàn Quốc ăn thuần chay, thì cũng vô tình tự nhiên gặp nhau ở đây. Như vậy là Hồ Quỳnh Hương ngoài cái khả năng ca hát của mình ra còn là một người yêu chuộng hòa bình nữa. Ôi, điều đó là điều đương nhiên rồi. Thì hồi nãy trước khi mà Hồ Quỳnh Hương đến phòng thu của Đài Sài Gòn TV thì chạy học tóc nói là em mới vừa đi tập vợt về. Và Hồ Quỳnh Hương có vẻ rất là phấn khích vì Hồ Quỳnh Hương nói cái ekip mà họ hoạt động bên này nó làm việc chuyên nghiệp vô cùng. Kể sơ sơ một chút xíu cho Thanh Tâm và khán giả nghe. Rất là nhiều người tham gia chương trình này và Hương căng thẳng không biết là qua đây bây giờ mình sao, mình diễn sao trước họ, mà tự nhiên Hương chưa cảm thấy mình run thì đó. Mình bị khớp luôn. Thế nhưng mà khi mà tới thì Hương thấy một cái sự mà chuyên nghiệp của họ. Tức là khi tới thì họ đã sẵn sàng hết mọi thứ cho Hương rồi. Cái giờ nào là Hương tập với biên đạo múa giờ nào, Hương tập với đạo diễn giờ nào, Hương tập với người âm nhạc giờ nào. Khi mà tập mọi người cố gắng giống như một cái gì đó nhường nhịn Hương. Và một quá. Cái sự thân thiện đối với Hương. Có cảm động không? Có khóc không? Chắc cũng rất là thân luôn. Không, tại vì mình một thân gái, một thân một mình đến một cái xứ lạ mà đúng rồi. Được cái sự chào đón, được cái sự động viên như vậy. Mà tại sao anh có thể biết là Hương không? Tâm nghĩ là đúng rồi. Rất là cảm động. Đúng rồi. Nhất là khi mình đã quen với cái việc trong giới showbiz lúc nào họ cũng muốn rình rập để mà họ cạnh tranh. Bên này mình là được. Bên này họ cố gắng họ làm như thế nào đấy, họ động viên, an ủi và họ luôn dành cho Hương những cái gì nó yêu ai hơn một chút để cho Hương không có bị lạc lõng. Dễ thương quá. Nói thật với anh là Hương có khóc đâu. Thật ra thì Hồ Quỳnh Hương cũng là một trong những ca sĩ có cái thế đứng riêng tư của mình ở bên Việt Nam. Kể cho một vài giải thưởng ở bên Việt Nam mà Hồ Quỳnh Hương nói đã chung có. Là Hương thì ngoài những cái giải thưởng ở Việt Nam thì Hương nói thật là Hương cũng được may mắn đã được nhiều giải thưởng, như là giải thưởng của giới chuyên môn đánh giá về một cái giọng hát chuyên nghiệp thì Hương cũng được đứng đầu. Rồi những cái giải thưởng do khán giả bình chọn, do giới truyền thông bình chọn, rất là nhiều những cái giải thưởng. Rồi ngoài ra Hương còn được đi tham gia những cái cuộc như là SEA Games. Hồ Quỳnh Hương입니다. Hoặc tham gia những cái chương trình như là liên hoan nhạc pop châu Á ở tại Hàn Quốc với những cái ngôi sao hàng đầu châu Á tham gia. Nhưng mà Hương không có sao hết, nhưng mà không hiểu tại sao cái lần này đã làm cho Hương cảm thấy xúc động rồi lo lắng. Ông nhạc sĩ mà như là anh Quốc Thái có nói mà đã hai lần đạt giải Oscar đó, ông là người đề xướng ra cái đúng rồi, đó là nhạc sĩ Akash. Dạ đúng rồi. Okay. Bởi vì ông ấy rất là ngưỡng mộ những cái áng thơ, những cái vần thơ của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đó. Trước khi mà vào thực hiện cái chương trình này thì có một cái buổi họp gặp mặt tất cả, thì ông đạo diễn ông có nói, và khi ông nói Hương cảm thấy ông xúc động và Hương cảm ông nói là khi mà ông đọc những cái áng thơ của ngài Thanh Hải đó, thật là xúc động quá và khiến cho cả người viết nhạc cũng như là người biên đạo múa và ngay như là Hương hay tất cả những người nghệ sĩ khác không hiểu sao nó có một cái gì đó nó như là thấm vào trong cái con người mình một cái tình thương rất là lớn. Và tất cả mọi người dốc sức vào làm cái chương trình này, và càng ngày cái chương trình này càng cảm thấy nó quá lớn. Mà trong khi đó ông ấy là một cái người đã quá nổi tiếng và đã làm những cái show quá lớn cho Michael Jackson và Madonna. Bởi vì là đây là đại diện tới 16 quốc gia. Bây giờ ông nói là muốn gắn kết tất cả những cái người này cùng là nổi tiếng ở trên đất nước của họ đến được với nhau. Làm sao để có thể gắn kết được họ đây? Mỗi người mỗi một cái văn hóa, mỗi một cách khác nhau. Vậy mà khi tất cả những nghệ sĩ hát chung với nhau một bài hát, wow, ông cảm giác như là một cái dàn hợp xướng từ đâu đó, ùa tới mà nó quện, không thể tưởng tượng được. Và mọi người nhìn nhau với những cái ánh mắt tràn đầy cái tình thương, không có một cái khoảng cách nào giữa những cái người nghệ sĩ rất là nổi tiếng hay là một đất nước lớn với một đất nước nhỏ, tất cả đến với nhau bằng tình thương. Hay quá. Họ nói với Hương là họ sẽ cố gắng làm sao mà những cái áng thơ của cái tập thơ Dòng Lệ Âm Thầm của Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ được truyền tải tuyệt vời nhất trong cái đêm diễn đó. Chương trình kỷ niệm 19 năm một ngày thị trường ở Hawaii cổ vũ cho cái sự mà làm từ thiện của ngài Thanh Hải, và ngài cũng là một người con đất Việt.